Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc đèn lồng bằng giấy để đón Trung thu. Dụng cụ cần chuẩn bị là một bút chì, bút bi hết mực, kéo, keo dán giấy và hai tờ giấy bìa A4 dày một chút. Bây giờ đánh dấu các ô cần kẻ mỗi ô cách nhau 2 cm. Sau đó chúng ta dùng bút chì để nối các điểm đã đánh dấu lại với nhau. Sau đó gập lại để lấy điểm giữa. Rồi kẻ các đường kẻ ngang đi qua điểm giữa của tờ giấy. Sau đó các bạn dùng bút bi hết mực để vẽ lại các đường kẻ của bút chì. Các bạn nhớ vẽ đi vẽ lại nhiều lần để lúc sau chúng ta gập lại cho nó dễ. Tiếp đó các bạn gập lại theo các nét đã kẻ. Chúng ta gập phần giấy của hai đầu như thế này.
Đến đây các bạn khéo léo gập giấy theo các đường đã kẻ. Chỗ này hơi khó một chút nên các bạn làm từ từ theo video. Và các bạn nhớ làm thêm một chiếc như thế nữa. Bây giờ thì dùng keo dán chúng lại với nhau. Chỗ này bạn chú ý dán thật khớp các đường gập với nhau để đến lúc lên hình nó không bị lộ chỗ dán ra ngoài. Rồi dùng keo nến cố định lại hai đầu với nhau. Mình tận dụng lại bóng đèn LED cũ để thắp sáng cho đèn lồng. Bạn có thể thay bằng các loại bóng đèn khác cũng được. Sau đó các bạn trang trí một chút cho nó bắt mắt. Vậy là mình đã hoàn thành chiếc đèn lồng của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.